Xin chào cả nhà. Như cả nhà đã biết, mình là Kim An thuộc hệ thống chuỗi cửa hàng The Travel Store. Lời đầu tiên, Kim An xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đón một ngày Trung Thu thật là vui vẻ, ấm áp. Kim An mới nhận được một sản phẩm mới và bây giờ thì Kim An sẽ review tổng thể chiếc vali này đến cho tất cả quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng. Tèn tèn! Và đây chính là chiếc vali 1445 đến từ thương hiệu Polo Creation. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn tổng quan về chiếc vali này nhé. Đây là tổng quan bên ngoài của chiếc vali này. Với vỏ của chiếc vali này được cấu tạo bởi chất liệu là nhôm, chính vì vậy chúng ta sẽ không sợ chiếc vali này nó nứt hoặc là bể trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Và đầu tiên thì Kim An xin giới thiệu đến các bạn, đó là chiếc cần kéo. Chiếc cần kéo vali được phân thành hai tầng kết hợp với tay cầm bằng chất liệu là nhựa đúc. Và hai bên thân của chiếc vali này được tạo nên từ chất liệu là nhôm. Chính vì vậy khi mà chúng ta đi trời nắng, trời mưa hay là tay ra mồ hôi mà chúng ta chạm vào trong này, chạm vào chiếc khăn kéo này thì chúng ta sẽ không sợ là nó bị rỉ quý vị nhé. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ đến với phần quay sắt. Ở chiếc vali này sẽ có hai quay sắt, đó là quay sắt 1 và quay sắt 2. Ở phần quay sắt 1, như các bạn đã biết, đây là quay sắt có góc chết, nhưng bù lại nó có cái lớp cao su non ở mặt bên dưới và kết hợp với nhựa đúc ở bên trên, tạo cho người cầm một cảm giác rất là thoải mái. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quay sắt thứ hai. Phần quay sắt thứ hai được cấu tạo bởi chất liệu là nhôm và có khả năng xoay 180 độ, tạo cho cổ tay khi mà chúng ta xách chiếc vali này chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Đến với hệ thống bánh xe, vỏ bánh xe được cấu tạo bởi chất liệu là cao su thiên nhiên, cộng hưởng với khả năng xoay 360 độ, gồm có 8 bánh xe cố định trên 4 trục, có khả năng phân tán lực một cách tốt nhất. Như các bạn đã biết, hệ thống khóa số TC là hệ thống khóa số an toàn bậc nhất mà được các thương hiệu hàng đầu trên thế giới áp dụng cho các dòng sản phẩm vali của họ. Và điều mà mang đến bất ngờ cho Kim An đối với dòng sản phẩm này đó chính là có tới 2 ổ khóa TC tăng mức độ an toàn lên gấp 2 lần. Vừa rồi thì chúng ta đã được xem tổng quan bên ngoài của chiếc vali này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong của chiếc vali này để xem nội thất của nó như thế nào nhé. Với thiết kế nâng cấp, da chữ X được gia cố thêm 4 miếng nhựa ở 4 góc nhằm tăng mức độ ổn định, cố định ở cả hai khoang. Đến với khoang hành lý thứ hai, nhà thiết kế thật sự mang đến cho Kim An một cảm nhận thật sự mới mẻ và tinh tế. Nhìn chung những thiết kế lưới phân cách sẽ có dây kéo, tuy nhiên ở sản phẩm này nhà thiết kế đã mang đến sự tinh tế, đó chính là loại bỏ cái dây kéo, thay vào đó là chiếc móc giống như thế này. Và đây là một nhân vật đã xuất hiện từ đầu clip đến bây giờ. Đúng, nó là một bình nước dùng để uống. Tuy nhiên, thông qua bình nước này thì mình muốn giới thiệu đến các bạn một tính năng vô cùng đặc biệt của chiếc vali này. Đây là một tính năng mà mình thật sự rất là thích. Trong quá trình đi du lịch hoặc là picnic, các bạn có thể là treo ba lô, túi sách hoặc là những cái đồ lịch kỉnh ở đây, rất là tiện dụng trong quá trình mà mình di chuyển. Vừa rồi thì mình đã review xong những cái tính năng bên ngoài là bên trong của chiếc vali 1445 đến cho tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Kim An xin thay mặt cho hệ thống chuỗi cửa hàng The Travel Store xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn đón một đêm Trung Thu thật là vui vẻ, ấm áp bên người thân và bạn bè của mình. Xin chào!